Đây là cách dùng phấn để vẽ một đường nét đích hoàn hảo. Nhìn nó rất là ảo nên mình đã mua phấn và làm thử. Ban đầu thì mình thử chấm phấn thật nhanh nhưng nhìn nó rất xấu, làm kiểu này không được rồi. Mình xem kỹ lại thì mới thấy có hai điểm chính. Một là phải cầm ở phần trên viên phấn, hai là phải nghiêng phấn một góc khoảng 45 độ. Mình thử làm lại với một viên phấn dài hơn nhưng vẫn không được, vẫn không thể vẽ đường nét đích. Mình tiếp tục thử và sau 5 phút thì cũng đã có tiến triển. Mình nhận ra là phải cầm chắc viên phấn. Như vậy thì khi kéo phấn sẽ tự động nhảy đi. Kéo tay càng nhanh thì khoảng cách giữa các chấm sẽ càng rộng, và kéo chậm thì chấm sẽ sát gần nhau. Thực ra trước này cũng khá là dễ. Sau 10 phút thì mình đã làm được rất tốt. Khi kéo phấn cũng rất đã tay và nghe cũng rất phê.